Sài Gòn đang bước vào mùa hè rất là đẹp, và trong tiết trời mùa hè nóng nực như thế này thì bản thân Giang chợt nghĩ đến việc là mình có thể tìm một nơi để có thể bước vào một cuộc hành trình và tránh cái nóng mùa hè này. Và liệu chúng ta có thể làm được điều đó nếu bước qua cánh cửa này hay không? Xin chào ạ. Dạ, chào chị ạ. Hôm nay chị đến đây lần đầu tiên luôn. Wow. Vì muốn em tư vấn về thức uống kem cộng của chị, hay là chị muốn xem qua menu bên quán em? Chắc là để bạn tư vấn cho mình đi. Em nghĩ thì mẹ sẽ tư vấn chị một cái món đặc biệt. Đó là một cái món đặc trưng riêng của quán em. Và cái này thường em sẽ hay đưa đến cho những người khác mà đã đầu tiên một cái quán bên em ạ. Nghe rất là thú vị luôn. Dạ. First kiss cho một người lần đầu tiên đến quán. Dạ đúng rồi. Không biết tại sao bạn lại chọn cái món uống này cho những vị khách đầu tiên vậy ạ? Đối với em thì cái cảm hứng của em khi đó là cái cuộc hôn đầu tiên cho những cặp đôi yêu nhau, thì đối với em đấy đó là một cái kỷ niệm rất là khó quên. Và trong đó cái mùi vị của uống hôn đầu tiên hoặc hôn là cho ta cảm giác rất ấn tượng và rất là thú vị. Thì đối với cái waffle kiss này kết hợp giữa cái hương khoai trái ngọt cộng với lại đường nền trứng là chi cùng thêm với lại vị của ổi và cherry giúp cho cái vị giác của ta khi uống vô cảm giác nó sẽ tươi mát hơn. Và đặc biệt trong này thì có kèm thêm một chút đó là tình cảm từ luôn dành đến với khách hàng, những người là đầu tiên khi họ nghe đến, như là cái sự ấn tượng đặc biệt nhất dành cho họ. Hôn xong là không quên luôn đúng không? Hèn chi mình khi mà mình ngửi cái mùi á, cảm thấy rất là ngọt ngào, rất là nhẹ nhàng. Yeah. Có một chút gì đó rất là lưu luyến. Nãy giờ chúng ta nói nhiều về cái món uống First Kiss này rồi, thì chị có một câu hỏi khác là chị rất tò mò về cái concept của cái quán này, như là cái sự ra đời nó như thế nào. Em có thể giải thích hay không? Bạn là gọi hay, em có thể chia sẻ với chị được. Nhưng thì em nghĩ em sẽ có một góc sản khác hay hơn. Em có anh sếp, anh viết rất là nhiều về concept này, vì chính anh là người đã có ý tưởng đã tạo ra cái concept này. Mà giới thiệu chuyện sếp thì em Mr. Aaron. Hi Mr. Aaron, can you hear me? Hello, nice to meet you. Nice to I'm meet you. Zhang. First time I'm here. Oh, welcome to Lynn. It's my honor. There's a lot of things I would like to ask you about Lynn. You know, first impression when I'm here, I see in the van the round shape. And now at the bar, I see another ocean with a reflection of light. So interesting to me. So how about the concept of Lune? Can you share with me? Yes, of course. So Lune is a restaurant and a speakeasy bar, so which is all related to the moon. So we want to provide a very elegant and relaxing atmosphere, quite chill, all playing on the reflection on the moon. So you have the reflection on the ceiling, reflection on the wall. It all started from a memory when I was a kid, lying down on the grass during summer, looking at the moon. And I remember that feeling being very relaxing and very, relaxed. That's it. So, because you just mentioned about summer, how does Lune look like in summer? So, well, during summer, Lune looks pretty dark from the outside. But the aim is to push the door and face that shiny moon that is very impressive and have all that reflection everywhere. Talking about Lune during summer, Min, can you do a golden paradise?
How impressive it is. So now you're feeling the smell. Yeah. Take it. Put up like that. Ooh. So can you guess the ingredients? In my opinion, I think it's orange and peach. Is that right? You're close. Almost close. Oh, please explain me. What's that? Yeah, this is like we combine from the orange and herbal tea. It's make a puree, and after that, we compare with the apricot brandy and purple with a little bit honey and lime juice. So it's make the more freshing in that cocktail and make you feel very like you in the summer and in the beach. Look like light up the sunset and you can feeling it's a paradise. Yes, let me try this. And you know, after the sunset, another kiss. I love it. Good enough. You start the cocktail in love and finish even more in love. Yes. Oh, and I have something delicious to pair with that cocktail. Oh, please show me. What is that again? So this is a coconut cake, mainly, with a mango and a passion fruit jelly in the middle, a little bit of white chocolate and a coconut d'aquas. Perfect. You'll love it. Can't wait. It's really a perfect match. I really love it. So you know, my whole experience today doing, it's really something interesting for me for the first time come from the concept, the ingredients of the drink. Now, even with the food you pair with the drink, I feel like it's a perfect summer for me. A really memorable summer. Thank you, Ming. Thank you, Adrian, for everything today. Thank you for your time. Thank you very much. Thank you for coming as well.